đen được không ta? Áo sơ mi xanh và váy đen. Ok không nhỉ? Two thousand years later. Ok, và cuối cùng mình chọn cái cà vạt này. Mình chọn cái bộ outfit này bởi vì mình muốn mang cái cà vạt này, nhưng cuối cùng mình sẽ mang mỗi cái bộ outfit này thôi, không mang cái cà vạt này nữa, tại vì mình cảm thấy nó không có hợp. Ok. Ok, và mình quyết định mang thêm cái cài tóc này nữa, nhìn cho nó cút te cút te. Ok, let's go. Hello Huế. Hôm nay hơi sáng. Có muốn nói gì không? Rồi mà lần đi học thôi, đi học thôi. Giày, mang giày. Đang khá là vội vàng, không biết có kịp giờ của xe bus không. Tại vì hôm nay mình sẽ đi học bằng xe bus của trường. Mang khẩu trang đi học nhá. Đi thôi. Đi nha Huế ơi. Bye. Không biết mọi người có nhận ra không, nhưng mà cái chỗ mình đang ở nó khác với cái chỗ mà mình quay ở cái những cái vlog trước của mình đúng không? Buồn lắm mọi người. Cũng không buồn lắm, nhưng mà đây là một sự thay đổi mọi người. Trường mình mới chuyển qua một cái khu chung cư khác cho sinh viên năm 2, năm 3 như bọn mình ở. Còn cái khu cũ mà mình ở ấy thì bây giờ đang chỉ có sinh viên năm nhất ở thôi. Đây là một cái khu chung cư khác. Hồi trước là cái chỗ cũ chỉ cách trường mình tầm 700m thôi, cho nên bọn mình sẽ đi bộ tới trường. Còn bây giờ chỗ mình ở là cách trường tầm khoảng 2 cây, 2 cây rưỡi gì đấy. Cho nên trường đã cung cấp cho bọn mình dịch vụ shuttle bus, là sẽ chở bọn mình tới trường một cách free. Bây giờ mình đang chờ thang máy. Thấy chuyến xe vàng vàng kia không? Đấy chính là shuttle bus của trường mình đấy. Và nó chưa chạy. Ok, bây giờ mình phải đi nhân cái mà nó chạy. The window, reaching for a north star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. Hello anh chị. Hello. Có muốn nói gì không? Chúc mừng em quay lại trường. Đường mẹ em không lần hai. Pictures of what is wrong, but if we turn the clocks back. Con cảm ơn chú ạ. Cô Danh. Hello cô. Lâu lắm rồi không gặp. Cô khỏe không? Tất nhiên là phải khỏe. Không khỏe sao đứng đây hả? Cô nhớ con không? Nhớ chứ. Nhớ à? Ghê vậy. Mình sẽ cho mọi người thấy một cái điều magic mọi người nhé. Đây. See, nó tự động mọi người. Là bữa giờ em học online là cái mắt của em ở trên cái màn hình đấy đó hả? Ủa sao cái màn hình nó to như thế? Em tưởng là nó nhỏ nhỏ như cái tivi thôi. Rồi, thứ ra nó to như thế này hả? Wow, cái này là của USA tài trợ nè.
Ok, bây giờ mình đang đi lên tầng 5 của trường để lấy một số cái thứ certificate. Not today, today is not a good hair day. Nhiều nhiều hair cắt. Vâng vâng. Hi to your subscribers, or I don't know, whoever see this. Hi. This is me. Rồi, certificate đẹp quá. Nhớ nhớ promote cho VIP nè em nhé. Ok, thì mình mới lấy một cái bằng chứng nhận xong. Bây giờ mình sẽ đi lấy một món quà mà mình nhận được từ việc tham gia giveaway của One Stop trường mình. One Stop là nơi kiểu chứa tất cả mọi thông tin và mọi thứ của trường mình. Ok, bây giờ mình sẽ unbox cái quà của One Stop của mình nhé. Perfect date starts in a small cafe. There's hearts everywhere 'cause it's Valentine's Day. We order up waffles, then share the whole plate. Sit by the window and start to debate. There's nobody else I'd rather spend my everyday with. I think it's reaching some. Còn đây là hai cái certificate mà mình nhận được từ việc tham gia hai cái non-credit course của trường mình đó. Khóa học đầu tiên đấy là American Political Communication và khóa học thứ hai là khóa học về marketing có sự kết hợp giữa trường mình và Young Marketers. Nhìn cái certificate nhìn xịn sò ghê mọi người ha. Em cảm ơn chị ạ. Được chị tặng cho luôn nữa. She'll catch me if I get weak in the knees. There's nobody else I'd rather spend my everyday with. She doesn't mind that I don't know how to cook. She likes the way I keep my nightstand filled up with books. And I think it's sweet she sometimes winks when she laughs. I like the way she dances bare. Hello mọi người, bây giờ chúng tôi đang đi. Em mà tao nói thật luôn, tao thấy mày toàn xuất hiện vlog của tao nha. Đây là người bạn thân. Ghê quá. Bọn mình đang đi ăn trưa. Thì chúng mình đang đi ăn đâu? Áo Tràng. Bữa nay nó đổi tên rồi. Ủa, đổi tên gì? Tao không biết, từ lúc Copmart mua lại nó đổi tên mà. Chúng ta phải một quán ăn rất sang. Crescent Mall. Trời ơi, rất sang. Ok, đây là quán ăn có giá bình dân ở Crescent Mall mọi người. Mà học sinh Fulbright hay đi ăn trưa. Okay. Do you want to say hi? Hi. Hi there. Okay, thank you. Okay, Stinson. Want to say something? And welcome back. She doesn't mind that I don't know how to cook. She likes the way I keep my nightstand filled up with books. And I think it's sweet she sometimes winks when she laughs. I like the way she dances barefoot in the grass. Yeah, we get along alright. 'Cause I've been mới vô ấy sao? Mới vô á. Mọi người thì chào mọi người đang trở lại với My Lin Channel. Thì hôm nay My Lin bắt mình phải ngồi đây quay My Lin dẫn phim. Để lâm ngồi. And today I'm really excited to introduce you a very young startup company that I know that everyone here knows about this company because we met the founder before. You have wages, like you have earned a lot and like you are controlling your financial wealth. Chào chú ạ. Chào.
Hello mọi người, bọn mình đang ở trên Sutterbus và chuẩn bị về nhà. Đây là... Cô 24. Đây là Lần Nhi, cô 23. Và đây, Hương Dương, cô 23.